Và đầu tiên mình xin giới thiệu về bộ ba sản phẩm gồm có đầu tiên là một chiếc jack AV, một đầu là chân AV để chúng ta kết nối vào âm ni, và một đầu là chấu bani để chúng ta kết nối vào USB Bluetooth. Tiếp theo đó là một củ nguồn để chúng ta kết nối cắm cái USB Bluetooth vào. Và thứ ba là một chiếc USB Bluetooth để chúng ta thu Bluetooth từ điện thoại. Và sau đây mình sẽ tiến hành kết nối giữa dây AV cũng như là USB Bluetooth vào với âm ni. Đầu tiên là chúng ta kết nối dây AV. Dây AV này thì các bạn kết nối như là các bạn kết nối với điện thoại vậy. Đây mình sẽ xoay âm ni lại và cắm cho bạn xem. Đấy. Đỏ vào đỏ và trắng vào trắng, hai cửa. Xong. Vậy là mình đã cắm xong chiếc dây AV vào với âm ni. Tiếp theo là mình sẽ cắm chiếc dây AV này vào chiếc USB Bluetooth. Đấy, mình sẽ khui hộp chiếc USB Bluetooth. Đây, phía sau chiếc USB Bluetooth thì nó có một cái lỗ cắm bani giống như là lỗ cắm của điện thoại. Vâng, những bạn nào mà thích nghe nhạc thì các bạn rất là hay cắm những cái chấu bani vào điện thoại và chúng ta hay rút ra rút vào rất là nhiều. Thì với cái việc rút ra rút vào nhiều đấy thì sẽ làm cho cái chấu của điện thoại bị hỏng và bị sột soạt, nhiều khi các bạn không nghe được nhạc. Thì đây chính là giải pháp để chúng ta phòng tránh cái việc là cái đầu của điện thoại như thế này nó bị hỏng, tại vì chúng ta đã kết nối qua cổng Bluetooth. Vâng, và trong chiếc hộp USB Bluetooth thì có một cái chấu là chấu hai chân bani. Thì cái chân này thì nếu các bạn mà kết nối với âm ni thì chúng ta không cần sử dụng nữa, tại vì chúng ta đã sử dụng cái dây AV. Và tiếp theo là mình sẽ kết nối từ USB Bluetooth cùng với dây nguồn. Đấy, các bạn chỉ cần cắm vào và chúng ta kết nối với cắm vào ổ điện. Vậy là đã xong. Sau đây là mình sẽ kết nối, bật Bluetooth lên, kết nối từ điện thoại vào USB Bluetooth. Đầu tiên là các bạn phải bật Bluetooth lên, cái của mình thì bật sẵn rồi. Bấm vào nút kết nối là nó sẽ tự động kết nối. Đấy, nó đã tự động kết nối, các bạn nhìn nhé. Đấy, đã được kết nối này, hơi mở tí. Vậy là chúng ta đã kết nối thành công từ điện thoại với cục USB Bluetooth để chúng ta đưa âm nhạc vào âm ni. Thì sau đây mình sẽ mở một đoạn nhạc cho các bạn xem nhé.